Bắt thần ăn trộm. Nóng gì mà nóng khiếp, chừng nào mới ra tới chợ thị trấn nhỉ? Thần thánh ơi, ta không thể tha thứ cho con lừa này. Mi thật là chậm chạp. Trời ơi, mắt mi còn ương ướt nữa này. Tuổi thân nên khóc đó phỏng. Trời đã nắng khiếp, lại còn dằn từng bước, thế thì bao giờ mới tới nơi hả? Lừa với chả dê, kiếp trước mi là cái gì mà lại làm khổ ta như thế này chứ? Ơ kìa, ẩn sĩ Lingard, ngài tới đâu mà dắt cả lừa đi thế? Bà Tess đó ư? Tôi định ra chợ mua một ít đồ gốm, hàng sẽ nặng lắm nên tôi dắt lừa theo để nó thồ giúp. Nãy giờ nó chậm chạp và khó bảo quá. Thế à, chợ thị trấn dạo này lắm trộm cắp lừa đảo vặt. Hôm trước tôi mới vừa bị móc túi hết tiền xong. Ngài mua bán gì ở đó phải cẩn thận nha. Ôi trời, bà yên tâm, chúng nó lừa ai được, chứ sao lừa nổi tôi. Sao ngài nói vẻ chắc cú thế? Tháng trước ngài chả bị thằng hàng xóm lấy mất cái đai lưng mà không làm gì được nói thế. Trên đường tới chợ, tôi sẽ vào đền cầu nguyện. Các thánh trên cao sẽ phù hộ cho tôi mua bán mọi thứ suôn sẻ. Vậy ngài đi đi, nhưng vẫn phải cẩn thận đó nha. Rồi, tôi nhớ rồi. Thánh thần sẽ không bỏ rơi một tín đồ trung thành với các ngài như tôi đâu. Hey à, bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn nổi tiếng ngây thơ như thế nhỉ? Dạ, ở chợ thị trấn còn sợ, chứ để ngươi ở cửa đền là an toàn tuyệt đối rồi. Có ai dám trộm cắp gì trước mặt thần thánh kia chứ? Con Dung Văn à, đứng yên đấy, thật là hư đốn. Con lừa chậm chạp kia, ngươi nhớ ngoan ngoãn, yên tâm ở đây chờ ta nhé. Ta vào cầu nguyện một lát rồi sẽ trở ra ngay. Con lừa kia có vẻ ngon ăn quá kìa Neo. Nhìn nó cũng ngót 50 đồng bạc ấy nhỉ. Tưởng ai, hóa ra là ẩn sĩ Lingard. Không, ý tao là con lừa béo tốt khỏe mạnh kia kìa, không phải gã ẩn sĩ. Mày thật là ngốc, mày không biết ẩn sĩ Lingard hả? Ông ta nổi tiếng là ngốc nghếch, ngây ngô đến mù quáng trong làng tao. À, ý mày là chúng ta sẽ dễ dàng tặng hắn một cú lừa để lấy được con lừa sao? Giờ thì mày khôn ra rồi đấy. Cứ làm theo tao, con lừa sẽ thuộc về chúng ta đường đường chính chính. Lão ta có đòi cũng chẳng được. Nhanh lên, ông ta cầu nguyện sắp xong rồi. Yên tâm, gã ấy chậm chạp lắm. Lừa ơi, lừa Neo ơi, có nghe ta nói không? Có, tôi là một con lừa. Tốt lắm, tao dắt lừa đi trước đây. Xong việc nhớ quay lại điểm hẹn nha. Thần thánh ơi, con lừa của ta đâu mất rồi? Lừa ơi, tôi đây, tôi là con lừa của ngài đây. Ôi trời, thần thánh ơi, anh là ai, người hay ma? Tôi là con lừa. Lừa gì mà lạ vậy, sao anh lại biết nói tiếng người? Ừ, đúng rồi, đúng là tấm chăn ta đã phủ lên con lừa, và đây là dây cương của nó. Trời đất ơi, thần thánh của con ơi. Có gì lạ đâu chứ. Khi thầy đi vào đền nguyện cầu, tôi đang là con lừa. Thầy cầu nguyện xong, đi ra thì tôi đã biến thành người. Sao lại có thể xảy ra sự việc như có phép vậy? Chả giấu gì ngài, trước kia tôi vốn là kiếp người, nhưng cha tôi đã nguyền rủa tôi là con lừa, và thế là tôi biến thành lừa. Thần thánh ơi, chuyện này thật quá lạ lùng. Ngươi kể rõ đầu đuôi ta nghe xem nào. Tại sao cha ngươi lại có thể buông lời nguyền rủa với con của mình được như thế kia chứ? Ngày xưa tôi cũng chỉ là một gã trai trẻ người non dạ. Tôi luôn luôn say rượu và đối xử vô lễ với cha tôi và cả gia đình tôi.
Một ngày trời mưa to, sấm sét đùng đùng, cha tôi giơ tay lên trời cầu thánh thần hãy làm phúc biến đứa con trai hư hỏng của ông là tôi đây thành lừa. Thế là sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình quá thành lừa. Ngày hôm ấy cha tôi dắt tôi ra chợ và bán cho ẩn sĩ đây. Tôi đã hết lòng hầu hạ ngài đúng như bổn phận của một con lừa. Sau khi ngài đánh đập tôi thì tôi ở ngoài gốc cây cổ thụ này đã ăn năn cầu xin thánh thần cho tôi chuộc lỗi xưa, được trở lại thành người. Chả trách ta thường nhìn thấy mắt ngươi đẫm lệ, ngươi còn thường xuyên giằng dây thần khỏi cổ. Hóa ra trước đây ngươi đúng không phải lừa, không ngờ việc cầu nguyện của ta lại có hiệu quả đến vậy. Thần thánh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta mà ban phước cho cả một con lừa. Dân, thưa ngài, chắc lời cầu khấn hối cải của tôi và những lời cầu nguyện của ngài đã cảm động thánh thần, nên thánh lại cho tôi trở về làm người. Thôi, ta cảm ơn anh đã phục vụ ta, ta tha cho anh về làm kiếp người. Bấy lâu nay ta bắt anh làm việc nặng nhọc cũng chỉ vì nghĩ anh là một con lừa. Đừng nghĩ xấu về ta nhé. Nhưng hãy liệu đừng có mất nết để cho cha anh bực mình đấy nhé. Và hãy quên chuyện rượu chè, cờ bạc đi. Cảm ơn ngài. Tất nhiên. Từ giờ trở đi, tôi sáng mắt ra rồi và sẽ cố gắng sống tốt hơn. Không ngờ những lời cầu nguyện của ta lại kinh động tới thánh thần thật rồi. Bỏ công những năm tháng tu luyện làm ẩn sĩ, tuy mất một con lừa cũng chẳng uổng phí. Chết cha, ông ta cũng đi vào chợ lúc này à? Mình còn chưa kịp tẩu tán con lừa nữa. Ôi, mình có qua mắt không? Kìa, đúng là con lừa của mình. Từng đặc điểm trên người nó không thể nhầm lẫn được. Ngài Liên Gia, có chuyện gì vậy? Ấy chà, cái đồ hư hỏng, đồ mất nết. Chắc là ngươi lại cãi nhau, lại nhậu nhẹt bí tỉ chứ gì, làm cho cha ngươi bực tức, lại nguyền rủa ngươi chứ gì. Có chuyện quái gì với gã ẩn sĩ ngốc nghếch này thế nhỉ? Sao hắn ta mắng con lừa mà không sỉ giả mình? Thật ngươi chẳng có lương tâm gì cả. Ta sẽ chẳng thèm mua lại ngươi nữa đâu. Này anh, con lừa này rất là hư đốn, anh đừng có bán cho ai nữa. Đem nó về mà bắt nó làm việc cực nhọc vào, nó phải tu luyện thêm vài năm nữa mới thoát kiếp được. Chà, thằng Neo nói cấm có sai. Bất kỳ sự mê muội ngốc nghếch nào cũng bị lợi dụng mà. Hôm nay được món hời rồi. Nào, về thôi lừa. Báu vật của Jimmy. Các con có thích trò truy tìm kho báu không? Có ạ. Vậy ở nhà chúng mình có hay chơi trò này không nhỉ? Dạ có, nhà con có rất nhiều kho báu. Thật ư, cô cũng có rất nhiều kho báu. Và cô tin là chúng mình ai cũng có riêng một báu vật. Báu vật? Cậu có báu vật không? Cô muốn ngày mai, khi lên lớp, các con sẽ mang theo báu vật của mình. Và tất nhiên là cả câu chuyện gắn với báu vật đó rồi. Chúng ta sẽ cùng bầu chọn xem báu vật nào tuyệt nhất. Đồng ý chứ? Vâng ạ, nhất đấy ạ. Con đi lại như thế cả tiếng rồi Jimmy à. Con đang làm gì vậy? Con đang tìm báu vật ba ơi. Gì cơ? Báu vật à? Báu vật nào vậy con? Thứ gì đó thật giá trị thì là báu vật, con nghĩ thế. Ba có cái bát cổ nào của hoàng gia thời xưa không ạ? Hay một chiếc dĩa giác bạc chẳng hạn? Các bạn lớp con chắc chắn sẽ mang một đống đồ chơi đắt tiền đến lớp giới thiệu cho coi. Jimmy à, báu vật không nhất thiết phải là một thứ có giá trị vật chất đâu con. Nó có thể là một báu vật tinh thần. Báu vật tinh thần ạ? Đúng thế. Nào, đi theo ba. Kho báu của nhà ta, trong này có rất nhiều. Chiếc cưa này là báu vật của ba, vì nó là của ông con để lại. Nó đã theo ba biết bao nhiêu năm nay, chặt cây, xẻ gỗ,
làm đồ chơi cho con. Còn chiếc xe này ạ, nó có phải báu vật không ba? Có đấy. Ngày bé ông bà thường đẩy lúa mì trên chiếc xe đó, và ba được ngồi trên cùng, cao ngất ngưỡng, rong ruổi khắp các con đường từ cánh đồng về nhà. Với ba, nó cũng là một báu vật đó con. Cha, thì ra nhà mình nhiều báu vật ghê. Con trai à, ba nghĩ giá trị của báu vật nằm ở chỗ nó có ý nghĩa thế nào trong trái tim con. Nếu nó chứa đựng những điều đẹp đẽ mà con không muốn mất, luôn quý trọng và gìn giữ, không gì đánh đổi được, thì nó chính là báu vật. Vậy con biết báu vật của con là gì rồi ba ạ? Thật chứ? Vâng ạ. Con biết báu vật ở đâu rồi. Đẹp quá, cho tớ xem với. Báu vật của tớ đây, giày patin mẫu mới nhất có in hình khủng long bay nè. Đẹp quá, thích thế. Còn báu vật của tớ là lâu đài búp bê này nè. Ôi, nó đẹp y như thật ấy. Còn có cả búp bê người mẫu bên trong này nữa. Có cả xe hơi nữa kìa. Chào cả lớp. Các con đã sẵn sàng giới thiệu báu vật của mình với cả lớp chưa nào? Rồi ạ. Jimmy, con đã mang báu vật đi rồi chứ? Dạ, con mang rồi ạ. Mời Jimmy lên đây nào. Cái gì vậy nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Báu vật của con là chiếc kẹp tóc hình bông hoa này. Trời ơi, đây là báu vật ư Jimmy? Buồn cười quá. Một chiếc kẹp tóc thần ư? Chiếc kẹp tóc đẹp lắm Jimmy à. Cô đang nghe câu chuyện của con đây. Đây là chiếc kẹp tóc mà mẹ con rất thích. Lúc nào mẹ cũng cài nó, đi làm, nấu bếp hay lúc đi lễ nhà thờ. Mẹ con nói, ba tặng nó cho mẹ trong ngày cưới. Ba cài lên tóc mẹ trước cha xứ. Khi ốm, mẹ đã cho con để sau này con sẽ cài cho cô dâu của con. Mỗi khi nhớ mẹ, con lại mang nó ra để ngắm. Ôi, Jimmy bé bỏng. Tớ nhớ mẹ quá. Tớ cũng vậy. Cô ơi, báu vật của con kỳ cục lắm phải không cô? Không đâu Jimmy à. Chỉ cần con yêu và gìn giữ, báu vật nào cũng đáng quý. Đặc biệt là báu vật thời gian và ký ức. Con đang có một báu vật vô giá tuyệt vời đó, con trai à. Jimmy. Đúng rồi, mẹ đúng là báu vật vô giá của mình. Hai chàng rể tương lai. Chị hai. Ôi, hai đứa cũng về đấy à. Sinh nhật mẹ sao có thể không về được. Tụi em còn mua bao nhiêu là quà cho mẹ đây nè. Chào em vợ, hai đứa cũng vừa về đến đây à. Vâng, chào anh. Thôi, chúng mình vào nhà đi, mẹ đang đợi đấy. Chị vẫn còn yêu anh ấy đấy hả? Rồi chị cũng chỉ có vất vả thôi. Giờ không có tiền thì chị có khổ. Thôi vào nhà đi không mưa. Em cũng chỉ lo cho chị thôi. Đó, rồi chị coi. Mưa gió này như em đi xe hơi có phải sướng không? Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Bao nhiêu người chọn mà sao cứ phải nhất quyết là cái anh nhà quê quèn ấy chứ? Ôi, các con đã về cả đấy à? Mẹ. Vào đi các con. Có bị ướt không? Mẹ, con chào mẹ. Ừ, vào đi con, lâu lắm rồi mới gặp các con. Vào nhà đi. Mẹ, đây là quà của chúng con tặng mẹ. Toàn quà xịn, anh Tuấn tự chọn tặng mẹ đấy. Ôi, thế à con, quý hóa quá. Cảm ơn con rể nhé. À, còn đây là quà của chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ mãi vui khỏe với chúng con ạ. Ừ, mẹ cảm ơn các con. Hôm nay các con về cả, ở lại ăn tối rồi hãy đi. Dạ. Con xem đấy, cái Tâm nó chọn được cái thằng cũng đến là được. Gia đình có điều kiện tốt á, thì cuộc sống sau này mới đỡ khổ con à. Đời mẹ vất vả thiếu thốn nhiều rồi. Bố con mất sớm, chẳng thể cậy nhờ vào ai. Chỉ mong sau này hai đứa mày lớn lên, kiếm được tấm chồng ra môn ra khoai thì mẹ mới yên tâm. Vâng, anh ấy chiều con lắm mẹ ơi.
Bố mẹ anh ấy bảo khi nào tụi con cưới sẽ tặng một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố. Nói chung gì thì gì cũng cần nghĩ đến thực tế. Cuộc sống có đầy đủ thì mới hạnh phúc. Mà con cũng đã bảo chị ấy rồi, chị ấy đâu có nghe. Chí ít thì cũng phải có cái mà ra hồn để anh chị cưới nhau. Về rồi còn có chỗ chui ra chui vào. Đằng này nhà chả ra nhà, có mỗi một thân một mình, biết nương cậy vào ai. Chị khác, em khác, mỗi người một hướng suy nghĩ khác nhau, không nên so sánh. Mẹ cứ tin con, anh Hào là người tốt. Có thể bây giờ anh ấy chưa có, nhưng anh ấy có chí, nhất định sẽ thành đạt. Thành đạt? Đi làm đến mấy năm rồi mà mãi cũng không mua nổi được cái xe ninh hồn, nói gì đến cái nhà. Cứ cho là không ham vật chất đi thì ít ra... kìa, anh Hào. Thôi, anh có việc về trước. Em và mọi người cứ vui vẻ nhé. Anh Hào. Kể ra nấy nghe thấy lại hóa hay. Cho anh ta biết, không lâu nay cứ ảo tưởng. Em chỉ mong chị của em được sung sướng. Hy vọng anh ấy tự ái mà tự bỏ đi, để chị em còn có lựa chọn mới cho cuộc sống của mình nữa. Alo, em à, em về nhà đi nhé. Mẹ bị đột quỵ. Hả? Chị, mẹ sao rồi? Em đến rồi à? Bác sĩ bảo mẹ phải phẫu thuật gấp, mà tiền nhiều quá. Chị đang lo. Còn thiếu bao nhiêu nữa chị? Tạm thời là 50 triệu. Anh đưa cho em 50 triệu luôn đi. Em cần gấp để phẫu thuật cho mẹ. Em có bị điên không? Anh làm sao có ngay 50 triệu cho em? Không phải anh luôn sẵn tiền sao? Mỗi lần ăn chơi đến mấy chục triệu, có 50 triệu mà anh cũng phải lăn tăn với em. Nhưng đó là tiền bố mẹ anh, có phải là cần là có ngay đâu. Muốn có cũng phải từ từ. Đợt vừa rồi anh chi tiêu nhiều khoản quá, chưa có ngay đâu. Anh thật là lúc cần thì... Mẹ em sao rồi? Mẹ cần phải phẫu thuật gấp anh à. Mà bây giờ thiếu tiền nhiều quá, em còn chưa biết quay ở đâu. Thiếu bao nhiêu em? 50 triệu anh à. Vậy để anh lo. Anh lo thế nào? Anh lấy đâu ra tiền? Anh có dành dụm được ít tiền để dành cưới chị em. Nhưng giờ mẹ bị thế thì lo cho mẹ trước. Tin đồn. Xin chào, mời cậu chọn hoa. Cửa hàng của tôi toàn những loại hoa quý và đẹp nhất thành Athens đấy. Xin hãy chọn cho tôi một bó hồng đẹp nhất. Có ngay đây. Hoa của cậu đây. Chúc cậu một ngày tốt lành. Cảm ơn bác. Này, ông có biết cậu ấy là ai không? Không, trông mặt có vẻ quen quen, nhưng tôi không nhớ ra là ai cả. Ông làm vườn cho ngài Socrates mà không biết về Kyrian, học trò cưng của ngài ấy sao? À, thảo nào tôi cũng thấy quen quen. Đó là học trò cũ của ngài Socrates. Thế chắc là ông chưa nghe câu chuyện hay ho về cậu Kyrian kia rồi. Chưa nghe gì cả. Có chuyện gì thế? Cả thành Athens đang đồn ầm lên là Kyrian đang cặp kè với một quý bà giàu có, đáng tuổi mẹ cậu ấy đấy. Thật vậy sao? Thế mà lúc nào ngài Socrates cũng nói cậu ta là học trò rất thông minh, đỉnh đạt, cốt cách phi phàm. Nay thì rõ là đồ dởm. Người ta đồn vậy, không có lửa làm sao có khói. Mình phải nói cho ngài Socrates biết chuyện này mới được. Con chào thầy. Thầy có được khỏe không ? Chào con, Kyrian. Ta vẫn khỏe. Kia chính là cậu Kyrian mà bà khách hôm nọ đã nói với mình. Hình như con không được khỏe thì phải. Con chỉ hơi mệt một chút. Không sao đâu ? Hôm nay con đến đây là để thăm thầy và muốn hỏi mượn một số cuốn sách triết học để về nghiên cứu ? Được rồi, tốt lắm. Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi bơ phờ, chắc cũng vì tin đồn kia. Con hay đọc những cuốn sách này,
nó sẽ giúp ích nhiều cho con. Vâng ạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đây nha. Vâng, con xin phép thầy ạ. Ngài Socrates, có chuyện gì vậy? Ông Cadia thân mến của tôi. Ồ vâng, có một tin giật gân về cậu học trò cưng của ngài, cậu Kyrian đấy ạ. Xin ông chờ cho một lát. Trước khi ông nói ra tin đồn về Kyrian, tôi muốn ông vượt qua một bài kiểm tra nhỏ và nó được gọi là bài kiểm tra về ba điều. Ba điều? Đúng thế, ông bạn Cadia. Trước khi ông nói với tôi về cậu học trò của tôi, hãy dành một lát để kiểm tra điều mà ông đang định nói. Kiểm tra à? Cũng được, ngài cứ hỏi đi ạ. Được, bài kiểm tra đầu tiên là sự thật. Ông có hoàn toàn đảm bảo rằng điều ông dự định kể cho tôi là sự thật không? Ừ, không, tôi chỉ mới nghe nói về nó. Được rồi, vậy là ông không biết liệu nó có đúng hay sai. Giờ hãy thử bài kiểm tra về điều thứ hai xem sao. Đó là bài kiểm tra về lòng tốt. Cái ông định kể cho tôi nghe về học trò của tôi là điều tốt phải không? Ừ, không, hoàn toàn ngược lại. Vậy thì ông muốn kể cho tôi nghe cái gì đó xấu về học trò của tôi mà thậm chí ông không chắc là nó có thật phải không? Tôi... Còn điều thứ ba cũng là điều cuối cùng. Đó là sàng lọc về lợi ích. Điều mà ông muốn kể cho tôi nghe về cậu học trò của tôi có hữu ích cho tôi không? Ừ không, không thật sự, thưa ngài Socrates. Được rồi, Cadia thân mến, nếu điều ông muốn kể cho tôi không thật, không tốt mà cũng không lợi, rốt cuộc tại sao ông lại kể nó cho tôi nghe? Thông tin thiếu căn cứ, thiếu tính xác thực, nó có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan, đôi khi dẫn đến những kết cục không mong muốn. Hãy luôn cẩn thận và có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình khi thốt ra. Vâng, thưa ngài, tôi hiểu rồi ạ. Hiệp sĩ. Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ làm hiệp sĩ cưỡi ngựa đi cứu công chúa. Ngốc quá, hiệp sĩ chỉ có trong truyện cổ thôi, thời này làm gì còn hiệp sĩ. Thật hả mẹ? Hành động hầu hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à. Pony này, không ngờ có ngày tớ được làm hiệp sĩ thật rồi. Tốt, cắt. Hôm nay quay đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị cho ngày mai. Hugo, cậu chăm sóc Pony thật tốt vào. Mai là ngày quay cuối, tôi không muốn có sai sót nào đâu đấy. Hugo, để tớ cho Pony ăn được không? Tớ tự làm được, cảm ơn cậu. Cậu ấy sao thế nhỉ? Ai đấy? Hugo, cậu đang làm gì đấy? Cậu định đưa Pony đi đâu? Em trai của cậu muốn làm hiệp sĩ sao? Tớ cũng từng thế đấy. Ừ, Sam mê mẩn hiệp sĩ trong mấy cuốn truyện cổ. Lúc nào nó cũng lải nhải, muốn làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua những đồng cỏ. Nó ốm yếu từ nhỏ, chẳng biết còn chịu đựng được bao lâu nữa. Tớ muốn cho nó được làm hiệp sĩ một lần. Ngày mai quay xong, người ta sẽ đưa Pony đi. Tớ không còn cơ hội nữa. Cậu để tớ đi nha. Ôi Hugo, tớ biết cậu rất thương em, nhưng nếu cậu đưa Pony đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của đoàn làm phim. Mà cậu cũng biết chậm tiến độ một ngày thì sẽ thiệt hại thế nào rồi đấy. Tớ không cần biết, tớ chỉ biết là em tớ muốn làm hiệp sĩ và tớ đã hứa sẽ mang một con ngựa về cho nó, thế thôi. Nhưng mà Hugo, lén lút đưa Pony đi trong đêm thế này không đúng với tinh thần hiệp sĩ. Cậu thì biết gì về tinh thần hiệp sĩ? Cậu chỉ là một diễn viên đóng vai hiệp sĩ thôi. Thời đại này làm gì có hiệp sĩ nữa. Tất cả đều hoang đường như giấc mơ của em tớ vậy.
nhưng ít nhất tớ cũng sẽ cho thằng nhóc biết cảm giác được cưỡi con ngựa băng qua đồng cỏ như thế nào. Hugo, Hugo! Hành động hào hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à. Đạo diễn, anh muốn làm hiệp sĩ hay làm quái vật? Ôi, anh Hugo, đúng là một con ngựa thật sự. Thì anh đã hứa sẽ cho em làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ mà. Anh có nói dối em bao giờ đâu. Có chú ngựa này, hiệp sĩ Sam sẽ lên đường đi giải cứu công chúa. Cơ mà, không biết quái vật có đáng sợ không anh Hugo nhỉ? Quái vật ấy hả? Bao giờ hiệp sĩ sẽ đi cứu công chúa hả anh? Xin chào hiệp sĩ Sam, tôi là sứ giả của vua xứ mặt trời. Đức vua có lời nhờ hiệp sĩ đi cứu công chúa đã bị quái vật bắt đi. Đây là thư của đức vua, chúng tôi gửi tới ngài. Thư của nhà vua gửi cho em sao? James, sao đừng ngạc nhiên thế chứ, còn nhiều chuyện hay lắm, cậu chờ mà xem nhé. G ư ai ơi hỏi gửi S a m am S am Sam ơi, anh Hugo ơi, thư gửi cho em thật nè. Thưa hiệp sĩ, đây là bộ giáp sắt và thanh kiếm báo đức vua tặng ngài. Nếu ngài có thể lên đường ngay thì tốt quá. Công chúa chắc đang rất mong ngài đến giải cứu. Em sẽ đi ngay. Hiệp sĩ, hãy coi chừng ta. Muốn cứu công chúa thì phải bước qua xác ta đã. Quái vật kia, có hiệp sĩ Sam ở đây. Người sẽ thua chạy te tua cho mà xem. Hiệp sĩ Sam, hãy cho quái vật biết sức mạnh của thanh kiếm báu đi. Quái vật, hãy xem đây. Đỉnh quá, thanh kiếm có phép thuật cơ đấy. Ta xin thua, ta xin thua. Đáng đời quái vật, giờ chúng ta đến lâu đài đón công chúa về thôi. Trời ơi, có ai tin nổi không? Một đạo diễn nổi tiếng như tôi mà có ngày đi đóng quái vật. Còn một chuyên gia khói lửa như tôi thì thành thế này đây. Nhưng mà vui đúng không? Đúng thế. Cảm ơn chàng hiệp sĩ dũng cảm đã đến giải cứu tớ. Anh Hugo ơi, em là hiệp sĩ thật rồi. Ừ, em là hiệp sĩ thật rồi. Cảm ơn cậu James. Thằng bé chơi mệt quá nên ngủ ngon chưa kìa. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy Sam vui đến thế. Xin lỗi đạo diễn và các anh. Em đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Em xin đền bù toàn bộ thiệt hại. Nhưng có thể để em trả dần được không ạ? Vì viện phí của Sam... Hugo, việc ấy cậu cứ để tớ lo. Không được đâu, tớ không thể nhận thêm lòng tốt của cậu nữa. Không, Hugo, tớ mới là người được nhận. Chưa bao giờ tớ thấy tâm hồn mình rộng mở và ngập tràn hạnh phúc như thế này. Cậu biết không, nếu ai đó ấp ủ giấc mơ về sự kỳ diệu mà ta có thể tạo ra điều ấy, thì khi đó cả hai bên đều cảm nhận được hạnh phúc. Không còn ai là người đi cho nữa, tất cả đều là người được nhận. Vậy thì các cậu hãy để chúng tôi được nhận niềm vui làm hiệp sĩ cùng với chứ. Tôi có ý này, tất cả niềm vui hôm nay chúng ta cùng nhận, và tất cả thiệt hại các kiểu chúng ta cùng chia. Đồng ý, đồng ý. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hôm nay tất cả chúng ta đều là hiệp sĩ, phải không sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.